Nếu như sở hữu một làn da căng bóng, mịn màng, chắc chắn bạn sẽ trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Hơn nữa, bạn có thể tự tin hơn, hạnh phúc hơn, đặc biệt là có thể thăng tiến hơn trong công việc. Trong video ngày hôm nay, Hư sẽ chia sẻ đến bạn 4 loại serum mà bạn nên sở hữu nếu mong muốn rằng sẽ có một làn da căng bóng, mịn màng, chống lão hóa, tương tự làn da của phụ nữ Hàn Quốc. Tuy nhiên, trước khi bước vào phần chính của video ngày hôm nay, Hư rất hy vọng bạn sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chúng ta sẽ được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Để sở hữu một làn da căng bóng, mịn màng và không có nếp nhăn, chúng ta cần thực hiện 4 điều. Điều đầu tiên chính là cấp ẩm đầy đủ cho làn da để có hiệu ứng căng mướt, mịn màng. Điều thứ hai, làm sao sẽ hỗ trợ giảm tình trạng nếp nhăn xuất hiện ở trên làn da, hay còn gọi là đẩy lùi tốc độ lão hóa. Điều thứ ba sẽ làm cho làn da chúng ta mịn màng, không xuất hiện cái tình trạng da sần sùi hay là có tình trạng mụn ở trên làn da. Và điều thứ tư đó chính là hãy làm cho làn da của chúng ta được sáng hơn và được đều màu hơn. Vậy chúng ta cùng đi vào tìm hiểu loại serum đầu tiên Hương muốn chia sẻ đến các bạn. Đó chính là serum có chứa thành phần HA. HA hay có tên viết đầy đủ là Hyaluronic Acid, thì đây chính là một thành phần có trong làn da của các bạn. Tuy nhiên, theo năm tháng, theo độ tuổi thì HA ở trong làn da dần được mất đi, và chính điều đó sẽ khiến da các bạn không được căng mịn như hồi còn trẻ, không được có độ bóng nữa. Và khi làn da chúng ta được cấp HA đầy đủ, chúng sẽ căng bóng hơn, mịn màng hơn. Ngoài ra thì da sẽ có độ ẩm và độ mướt nhất định. Một phân tử HA có thể ngậm đến 1.000 phân tử nước, do vậy khả năng hút ẩm cho làn da vô cùng mạnh mẽ. Và như các video trước Hương đã chia sẻ, nếu trong một cái chu trình chăm sóc da thì bạn nên sở hữu một chai HA trước khi bạn sở hữu bất kỳ những loại serum nào để có thể treatment hay là điều trị các vấn đề ở trên da. Và HA, bạn chú ý rằng chúng ta sẽ cần sử dụng tối thiểu là 2 lần một ngày, buổi sáng và buổi tối. Và chúng ta cần bôi HA sau khi làm sạch da xong và trên một nền da ẩm. Đơn giản chỉ cần sử dụng HA đều đặn thôi, bạn sẽ thấy rằng làn da của mình có sức sống, tươi trẻ hơn rất nhiều. Loại serum thứ hai bạn nên có trong chu trình là serum có chứa retinol. Nếu như bạn đã theo dõi Hương và xem rất là nhiều các video thì Hương thường xuyên nhắc đến cái thành phần là retinol này. Đây là một dẫn xuất của vitamin A đã được nghiên cứu chỉ ra rằng có khả năng là tăng sinh collagen và elastin mạnh mẽ. Bạn biết rằng là lý do tại sao da của chúng ta xuất hiện nếp nhăn hay da chúng ta bị nhão, bị sập sệ, đó chính là do cái collagen và elastin của chúng ta đã bị đứt gãy này và chúng sập sệ đi theo năm tháng. Ngoài ra thì khi chúng ta sử dụng cái retinol, chúng sẽ hỗ trợ chúng ta là ức chế những cái men làm cho cái collagen và elastin này của chúng ta bị đứt gãy. Từ đó sẽ hỗ trợ da của chúng ta có độ căng mịn, độ đàn hồi và săn chắc hơn. Ngoài ra khi chúng ta sử dụng retinol đều đặn, đây cũng là một cái thành phần hỗ trợ da của bạn có thể tăng tốc đổi mới tế bào, từ đó giảm tình trạng da chúng ta bị sần. Hoặc là bạn nào đó chúng ta mà đã qua một cái quá trình trị mụn rồi, muốn dùng một hoạt chất nào đó để ổn định lại cái tình trạng mụn của chúng ta, thì retinol đó chính là một hoạt chất vàng. Khi sử dụng retinol, bạn lưu ý rằng chúng ta sẽ nên sử dụng nồng độ đâu đó khoảng 0.5%. Và đối với thành phần retinol, bạn sẽ không thấy có hiệu quả ngay. Tuy nhiên, bạn dùng tối thiểu 6 tháng sẽ thấy rằng làn da mình bắt đầu có sự biến đổi. Và dùng càng lâu dài, bạn sẽ thấy rằng da mình có độ săn, độ căng mướt. Và nhất là bạn sẽ trẻ hơn tuổi thật và trẻ hơn bạn bè đồng trang lứa. Loại serum thứ ba bạn nên bổ sung vào trong chu trình của mình là serum có chứa niacinamide. Trước khi bước vào tìm hiểu serum này thì đừng quên rằng hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới. Và có lần Hương đã chia sẻ rằng nếu như ở trong chu trình của mình chỉ được chọn một loại serum thì có lẽ là niacinamide là một sản phẩm Hương sẽ lựa chọn. Lý do bởi đây là một serum đa công dụng và hầu như cái tác dụng phụ xảy ra ở trên da nó rất là ít. Tác dụng đầu tiên vẫn sẽ là cấp ẩm cho làn da. Thứ hai sẽ là hỗ trợ khôi phục cái hàng rào bảo vệ da của bạn nó vững chắc hơn. Và khi cái hàng rào bảo vệ da nó vững chắc như vậy thì da của bạn sẽ khỏe hơn và ít chịu cái sự tác động của môi trường bên ngoài hơn. Điều thứ ba là niacinamide hỗ trợ bạn là kiểm soát tình trạng dầu thừa, bã nhờn và thu nhỏ được lỗ chân lông. Ngoài ra thì niacinamide cũng được là một thành phần được thêm vào trong các cái chu trình để điều trị các vấn đề sắc tố ở trên làn da như là nám da, tàn nhang hay là da không đều màu. Đối với niacinamide, chúng ta nên lựa chọn nồng độ là 10% và bạn có thể sử dụng buổi sáng hoặc buổi tối, hay nếu da bạn khỏe hoàn toàn có thể sử dụng là cả sáng cả tối. Và chúng ta sẽ duy trì tối thiểu là 4 tháng để thấy rằng làn da của chúng ta có sự biến đổi. Loại serum cuối cùng Hương muốn chia sẻ đến bạn đó là serum có chứa thành phần AHA.
Bạn biết rằng là theo năm tháng này thì làn da của mình có một cái cơ chế gọi là thay mới tế bào, nhưng chúng sẽ bị dài ngày ra. Có thể hồi còn trẻ thì cái sự thay mới tế bào này rất là đều đặn và da của bạn luôn có cái độ căng mịn nhất định. Nhưng mà càng lớn hơn, sự thay mới tế bào càng bị kéo dài hơn và chúng không được thay mới nhịp nhàng hay đồng đều, khiến da của bạn trông sần sùi hơn này, xỉn màu hơn. Vì vậy ở đây chúng ta bổ sung thêm cái thành phần là AHA vào trong chu trình. Thì AHA đầu tiên là một thành phần tẩy tế bào chết hóa học. Chúng sẽ làm đứt gãy các cái liên kết của tế bào già cỗi ở trên da, loại bỏ tế bào già cỗi, từ đó sẽ khiến da của bạn nó mịn màng hơn. Ngoài ra thì AHA cũng loại bỏ đi tế bào già cỗi ở trên da, như vậy sẽ khiến da của bạn sáng hơn. Rất là nhiều bạn khi sử dụng AHA một thời gian thì thấy rằng là tự nhiên da của mình nâng tông hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì theo rất là nhiều nghiên cứu, AHA cũng là một cái thành phần cấp ẩm cho làn da rất là mạnh mẽ. Hơn nữa chúng còn hỗ trợ là tăng sinh collagen, khiến da bạn săn chắc và mịn màng hơn. Tất nhiên là bốn loại serum này, nếu bạn muốn sử dụng cả bốn loại, chúng ta sẽ cần có những cái chu trình để kết hợp với nhau. Và qua rất là nhiều các video Hương đã chia sẻ về cách kết hợp của những cái sản phẩm này với nhau, bạn có thể kích thêm vào link để có thể tìm hiểu thêm, hoặc trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.